Nay cho các bác xem cái mẫu dây chuyền 12 ni hoàng đàn chìm nước đốt trúc các bác nhá, và xỏ mặt Phật cũng chìm nước luôn, hoàng đàn chìm nước, mặt Phật là Thích Ca đang ngồi kết già và bắt ấn này các bác, rất là đẹp luôn các bác ơi. Đây cái mặt này hiếm có, khó tìm lắm các bác nhá. Bây giờ muốn tìm gỗ này làm nữa thì cũng chịu thôi, không còn. Bây giờ hiện tại thì bên tôi vừa mới ra cái nô mặt này. Đây, cái nô mặt cùng với cái mặt này đây. Là có mấy, có hai mẫu các bác nha. Có hai mẫu. Đây. Còn hai mặt ông Phật ngồi này. Này, các bác cùng bằng giá nhau. Đó. Tôi để xuống đây cho các bác xem nha. Đen xì luôn, hàng mộc nguyên. Đây các bác nhìn này, cái gỗ này, chất gỗ này, đó, đen kịt luôn, gần như không thấy thớ gỗ đâu, dầu tràn hết ra ngoài. Cái này các bác về các bác bọc vàng vào nữa thì tuyệt vời rồi. Có ba mặt các bác nhé, thì anh này anh lấy một mặt rồi, ba mặt mẫu này, còn hai mặt mẫu Phật, Phật rồng đây. Phật là cuốn rồng. Đấy các bác. Bác thích mẫu nào thì lấy mẫu đấy nha. Bây giờ hết nô này cũng rất là khó tìm những cái nô mặt này hiếm như này. Mà đen như này. Những cái mặt to này thì phù hợp với dây chuyền 12 ni hoặc 10 ni đốt trúc. Đó, có thấy không? Đây, 10 ni đốt trúc đây. Xoay cho các bác xem luôn cái vân dầu, đặc biệt là cái hương thơm nhá, hương thơm của nó tuyệt vời. Đã quá, đã quá các bác ơi. Cho bức bức này lên để tôi xoay, xoay cái vân dầu. Ui xồ, các bác nhìn này, nát lên lại, dầu nó kìa các bác ơi, nhìn không rõ lắm nhỉ. Nói chung là đẹp các bác, đẹp. Thấy những cái chỗ đen đen đấy này, gần như dầu là 90-95%, rất là hiếm các bác nhá. Những cái hàng đen như này rất là hiếm nhỉ. Xoay cho hai bức này nữa, chi tiết đục CNC các bạn, chứ đục tay thì không được đẹp như này. Nên tuyết rồi này, đấy, nên tuyết rồi đấy, tuyết nó như hoa ưu đàm nở đấy các bạn. Thích nhất là được làm tượng Phật xong nó nên tuyết thì nó như là một cái điều nó rất là thần bí. Đây này, như là hoa ưu đàm nở các bác ơi. Này để trên khoảng một thời gian nữa thôi, nó phủ kín tuyết luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, tuyết ở những cái khe bắt đầu nó phun ra đấy. Nó mọc ra, mọc tuyết. Đây gọi là mọc tuyết các bác. Lấp lánh rất đẹp. Còn hai bức này bác nào lấy thì báo tôi nhé. Giờ soi cho các bác cái vân dầu của cái gỗ này nha, chìm nước 100% các bạn, đẹp đẹp từng viên luôn. Không dính một tí rác nào. Rất chất lượng. 12 ni xỏ dây chuyền như này là có 27 hạt các bác nhé. Nó bằng 3 vòng tay. Kết lại xỏ. Cái hồ lô này tôi xỏ thêm này, tôi tặng thêm anh ấy này.
Còn đáng ra không tính tiền hồ lô đâu. Tôi chưa tính tiền hồ lô với lại cái hạt này. Đáng ra là nó chỉ có 27 hạt trúc và 27 hạt tròn thôi. Nhưng mà mình xỏ như này nó mới đẹp. Thêm hồ lô, thêm một cái hạt giữa đây, và thêm một cái hạt này nữa thì nhìn trông nó rất là đẹp. Nó hoành tráng, hoàn thiện. Đó. Này đeo lên người, đeo lên cổ thì cứ tự hỏi là thơm. Thơm như sức nước hoa, còn hơn cả nước hoa ấy. Nó thơm mạnh lắm. Đằng hoàng đàn này nó thơm cực kỳ mạnh luôn. Các bác đặt hàng cái mẫu trúc này thì các bác phải đặt trước nha. Như anh này anh đặt khoảng nửa tháng này đấy các bác. Đến một tháng chứ anh nhỉ? Cũng phải đến gần tháng đấy nhỉ. Chờ, chủ yếu là chờ cái mặt này nó nâu này. Tìm gỗ làm cái mặt này nó cực kỳ nâu, vất vả cái mặt này. Thôi cố gắng, tôi cũng nhắn tin bảo thôi đằng nào anh cũng chờ, anh sốt ruột mà. Anh sốt ruột anh bảo thôi gửi cho anh cái này trước đi, anh thưởng thức cái hương thơm của nó. Gửi cho anh cái vòng này. Anh sốt ruột, anh không chờ được cái mặt. Thế bảo thôi anh ạ, đằng nào cũng chờ rồi, ráng thêm vài hôm nữa. Cái mặt nó làm xong, nó chạy xong, nó gửi về cho em thì em sâu, xỏ hoàn thiện luôn cho anh một cái vòng rất là đẹp hoàn thiện. Thì gửi về cho anh này đeo nó đã, đúng không? Đằng nào cũng công chờ. Chứ mà gửi mỗi cái vòng này về thì nó nhìn nó không hoàn thiện, nó không có mặt mà về anh ấy không biết sâu, xỏ nó không đẹp, đúng không? Đấy thì ví dụ mà các bác về mà bọc vàng cái mặt này nhá. Các bác bọc viền xung quanh như này này, bọc hết viền bốn xung quanh. Sau đó làm cái móc lên trên đây. Thì các bác không phải xỏ cái này nữa, không phải xỏ cái hồ lô nữa. Mà các bác chỉ cần bỏ cái hồ lô này xỏ mỗi cái hạt này thôi. Xong là các bác cho xỏ cái móc này làm sao là vừa cái chỗ này nhá. Đó, vừa cái chỗ này hạt này hoặc là vừa cái dây này luôn. Các bác xỏ vào xong buộc dây, thắt dây. Thì khi đấy các bác lấy cái dây chập 4 lại. Các bác xỏ hoặc là gì các bác nếu mà đặt tôi bọc vàng thì về tôi sẽ xỏ cho các bác. Thì dây nó rất là chắc. Đó, rất là bền. Cái dây này thì cũng chắc rồi. Nhưng mà ví dụ đeo các bác muốn dão chắc an toàn ấy thì các bác đeo khoảng 1 đến 2 năm hoặc 1 năm rưỡi các bác dão dây ấy thì các bác thay dây ngay. Thì nó rất là bền và đẹp cái vòng. Dầu ôi dầu này. Miếng gỗ quá đẳng cấp luôn. Cực kỳ là chất lượng các bác nha. Nên nét đi nhưng mà không, à đây nên nét rồi. Quá đẹp. Đó, rất là đơ đứng hình với cái vòng này luôn các bác. Thôi thì cuối clip tôi xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Gặp nhiều may mắn nha. Các bác nào mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp một cung shop. Xin chào các bác, cảm ơn các bác rất là nhiều.